RTX 40 series có mặt tại thị trường Việt Nam cách đây không lâu và gần đây nhất, Nvidia cho ra mắt RTX 4060 và các bạn đã tự hỏi rằng nên build PC chơi game sử dụng RTX 40 series như nào thì hãy để mình giúp các bạn làm việc đó trong video này. Chào mừng các bạn đã đến và quay trở lại với kênh của Alpha Computer. Đầu tiên, nhìn vào cái tựa game mà các bạn đang chơi là game gì? Cái thứ hai là các bạn đã phải tính toán cái khoản chi phí mà các bạn phải đầu tư là bao nhiêu. Nếu như tài chính của các bạn ở mức tối thiểu nhất thì các bạn nên lựa chọn chiếc card đồ họa RTX 4060. Đây là một chiếc card đang gặp rất là nhiều tranh cãi thời gian gần đây, nhưng mà như title mình đã nói, đó chính là build máy sử dụng RTX 40 series thì với cái tài chính tối thiểu nhất thì chắc chắn RTX 4060 là giải pháp tuyệt vời nhất rồi. Vậy 4060 đi với CPU nào thì ổn? Thì với cái tài chính tối thiểu và tốt nhất, CPU Intel Core i3-13100 là sự lựa chọn xứng đáng. Với chiếc CPU này đi kèm VGA 4060, các bạn có thể sử dụng để chiến các tựa game online nhẹ nhàng như là LoL, Valorant, CSGO thoải mái với đồ họa max setting và Full HD. Bởi vì những tựa game này không yêu cầu phần cứng quá là mạnh nên là RTX 4060 vẫn cho ra được mức FPS chấp nhận được. Để mà chơi game thì RAM chắc chắn là phải 16GB thì mới có thể sử dụng chơi game mượt mà nhá. Về thông số kỹ thuật thì 4060 cái mức VRAM cao nhất là 8GB VRAM và có 3072 nhân CUDA, băng thông là 128 bit. Và với dòng RTX 40 series chúng ta có gì? DLSS thế hệ thứ 3. Nói nôm na dễ hiểu, DLSS là một công nghệ giúp cải thiện hiệu suất đồ họa và chất lượng hình ảnh. Còn cụ thể thì các bạn hãy xem lại video về RTX 4060 mình đã làm trước đó. Vậy chiếc 4060 này phù hợp với ai nhất? Đầu tiên là những bạn có khoản chi phí không quá cao và cần một chiếc card đồ họa đời mới để sử dụng về lâu về dài. Thứ hai là dành cho những bạn mà ghét dòng 30 series và muốn một dòng 40 series để trải nghiệm DLSS 3. Vậy đây là một chiếc card hoàn toàn là hợp lý với cái mức giá đâu đó chỉ loanh quanh khoảng 10 triệu đổ xuống thôi. Còn nếu các bạn không thích và thấy thế này không được thì ngoài các tựa game online ra, các bạn vẫn muốn chơi được những tựa game offline hay là AAA thì chúng ta có một chiếc card đồ họa cao hơn và mạnh hơn, đó chính là RTX 4070 và RTX 4070 Ti. Đầu tiên chúng ta nói về 4070 trước nhá, thì đây là một chiếc card mạnh mẽ và được sánh ngang với 3080 tiền nhiệm trước đây. Và sánh ngang như thế nào thì những gì có trên chiếc 3080 thì trên chiếc 4070 này đều có và nó còn xịn hơn rất là nhiều đằng khác. Hiệu năng thì đã mạnh hơn rồi mà thông số watt điện ăn cũng rất là ít hơn nữa, mà giá thì lại thấp hơn 3080. Các bạn thử nghĩ, mua một chiếc VGA hiệu năng ngon hơn, điện ăn ít hơn và giá thành thấp hơn thì tại sao chúng ta phải mua chiếc VGA kia nhỉ? Vậy nên 4070 và 4070 Ti là một sự lựa chọn hoàn toàn là hợp lý. Nói qua về thông số 4070 thì có 12GB VRAM, 5888 nhân CUDA, băng thông 192 bit, và 4070 Ti là cũng có 12GB VRAM, 7680 nhân CUDA và băng thông 192 bit. Và các bạn tự hỏi rằng 4070 như thế thì chúng ta cần một CPU như nào có thể đi kèm? Đó chính là Intel Core i5-13600K hoặc là i7-13700K. Nếu anh em là fan của đội đỏ thì chúng ta có thể sử dụng AMD Ryzen 7-7700X. Còn RAM như thế nào thì mới được, tất nhiên là sẽ tối thiểu sẽ phải là 16GB RAM rồi. Còn không thì hãy nâng chúng lên 32GB. Với tiền hiện tại thì 16GB RAM thì có thể đáp ứng đủ cho các bạn chơi những tựa game offline hay là AAA hiện nay. Và chắc chắn cái cấu hình này sẽ ở bên các bạn khoảng 3-4 năm nữa. Và các tựa game sẽ max setting Full HD và hoặc là 2K. Còn khi mà các bạn muốn max setting mọi thứ, tài chính không còn là vấn đề và muốn chơi game trên độ phân giải 4K hoặc là ước mơ chơi game trên 8K thì việc RTX 4080 và RTX 4090 là điều chắc chắn và đương nhiên phải có trong bộ PC của bạn. Đây là hai chiếc card đồ họa rất mới và cũng rất là mạnh đến từ nhà Nvidia. Nói qua về RTX 4080 thì chúng ta có phiên bản là 16GB VRAM, 9728 nhân CUDA, băng thông 256 bit. Còn về RTX 4090 thì chúng ta có một chiếc card đồ họa siêu khủng với 24GB VRAM, 16384 nhân CUDA, băng thông lên đến 384 bit. Vậy CPU như nào thì mới có thể gánh được cùng với hai chiếc VGA khủng như này? Chắc chắn VGA đã khủng thì không có nghĩa CPU bị hẻo. Thì mình có i9-13900K hoặc là AMD Ryzen 9-7950X. Chắc chắn đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo và xứng đáng nhất. Và tất nhiên về cấu hình như thế này, anh em chỉ quan tâm là nó có đẹp hay không thôi, chứ đừng nhìn vào setting vì chắc chắn nó đã max setting hết rồi. Chắc hẳn anh em hỏi là tại sao mình chỉ giới thiệu qua về các cấu hình mà không test trực tiếp hiệu năng sản phẩm. Thì tất nhiên thì như title mình đã nói, đó chính là mình chỉ đang
cho anh em tham khảo với những build máy như thế nào và với chiếc VGA Boomer Series như thế nào. Còn nếu anh em nào muốn mình test hiệu năng chiếc cà đồ họa nào thì hãy để lại comment phía dưới phần bình luận để mình biết được và test cho anh em chiêm ngưỡng. Còn nếu các bạn đang tìm những mẫu cà đồ họa trên thị trường thì link mình sẽ để phía dưới phần mô tả. Đừng quên bấm like, subscribe và share để ủng hộ chúng mình. Cảm ơn đã xem và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.